Tiếp tục theo đây xin mời quý vị bà con mình nghe chương thứ 8, Đài Gươm Thiên Ái Quốc, trong Gián Điệp và Biệt Kích, tác phẩm trúc ngắn, tác giả Kenneth Conboy, Dale Andre, do Vũ Đình Hiếu chuyển ngữ. Winston Churchill, Thủ tướng Anh, người lãnh đạo nước Anh qua trận Thế chiến thứ hai, diễn tả bức tường vô hình bao quanh đế quốc Nga Xô là bức màn thép. Cơ quan Trung ương Tình báo CIA của Hoa Kỳ đã cố gắng xâm nhập vào khối Cộng sản Đông Âu và nước Nga trong đầu thập niên 1950. Nhưng bao nhiêu điệp viên đã không trở lại. Đến cuối mùa hè năm 1963, bức tường vô hình bao quanh xã hội miền Bắc Việt Nam đã trở nên vững chắc, rất khó xuyên qua. Mặc dù đã thay đổi nhiệm vụ lấy tin tức tình báo qua phá hoại và đã thử nhiều phương tiện xâm nhập khác nhau, nhảy dù, đổ bộ bằng sùng từ biển vào và đi bộ băng qua biên giới vào miền Bắc Việt Nam, cơ quan CIA vẫn chưa thành công. Sự thất bại của cơ quan CIA ngay từ trong quan niệm khởi thủy, họ là nhóm người cần phải trốn tránh. Một cựu sĩ quan lục quân Hoa Kỳ làm việc trong chương trình, sau này thăng viện, nhảy dù xuống khu vực rừng núi hẻo lánh miền Bắc Việt Nam. Các toán biệt kích phải sống cách biệt, tránh tiếp xúc dân làng. Không có một toán biệt kích nào sống hòa hợp, hội nhập vào xã hội miền Bắc. Ngoại trừ một vài trường hợp, toán biệt kích được lệnh bắt liên lạc với dân địa phương, linh mục, công giáo hoặc gia đình thân quyến. Đó là những trường hợp ngoại lệ. Việc liên lạc với dân chúng phải giữ mức độ tối thiểu và họ phải trốn tránh như thế nhiều năm trời, cho đến chuyến tiếp tế kế tiếp. Sự thật nghe không gần với thực tế. Nếu cơ quan CIA muốn làm cú gây ảnh hưởng, xáo trộn xã hội miền Bắc, họ phải gây dựng phong trào kháng chiến, cũng như quân đội Bắc Việt sang đất Lào vào trong miền Nam Việt Nam. Họ vẫn cần dân địa phương, cán bộ Việt Cộng giúp đỡ cung cấp nhu cầu cần thiết cho sự sống còn như thực phẩm và nước uống. Ngoài ra, phong trào kháng chiến sẽ giúp đỡ điệp viên quân biệt kích trong trường hợp bị địch săn đuổi truy kích. Họ cũng là đường dây cho các chuyến xâm nhập khác hay tăng cường. Trong tháng 4 năm 1961, Tổng thống Kennedy kêu gọi việc thành lập hệ thống kháng chiến trong miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, lời lẽ cứng rắn vẫn chưa đủ, và quan niệm của ông ta đã không được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Cơ quan CIA lúc đó chỉ có một nhóm nhỏ nhân viên, phòng dịch vụ Đông Dương, chuyên thu thập tin tức tình báo. Rồi thêm một năm nữa trôi qua, công việc thu thập tin tức tình báo không phát triển. Cuộc chiến tranh trên đất Lào làm cho chính quyền Hoa Kỳ phải xem xét lại vai trò của miền Bắc Việt Nam trong trận chiến tranh Đông Dương. Quân đội chính quy hoàng gia của Vạn Tượng, thủ đô nước Lào bị coi là đạo quân ít hiệu quả nhất trong vùng Đông Nam Á Châu. Cơ quan CIA yểm trợ quân du kích trong khu vực Đông Bắc nước Lào, tuyển mộ dân thiểu số, người Mèo, chống lại quân đội Bắc Việt. Lãnh tụ người Mèo là Đại tá Vàng Phao, đã từng phục vụ trong đơn vị cảm tử lưu động GCMA của quân đội Pháp trước đó. Chiến sĩ người Mèo sử dụng chiến thuật du kích chiến đấu rất hiệu quả chống lại quân chính quy Bắc Việt. Họ kiểm soát khu vực rộng lớn, trải dài lên hướng Bắc, đến Xiên Khoang và về hướng Đông đến tỉnh Sầm Nứa. Mặc dù trong tỉnh Sầm Nứa có bộ chỉ huy của Cộng sản Pa Thét Lào, nhưng có nhiều làng nhỏ người thiểu số Mèo. Họ có truyền thống gắn bó và trung thành với lãnh tụ của họ Vàng Phao. Ngoài ra còn nhiều làng người Mèo sống trong vòng cung từ biên giới Lào Việt vào tỉnh Sơn La miền Bắc Việt Nam. Nhóm người Mèo ở Sơn La có một thỏa hiệp với CIA. Đối với cơ quan CIA, sự hiện diện của một khu vực độc lập cứng rắn ngay trong miền Bắc Việt Nam là một mục tiêu rất tốt để tuyển mộ. Trùm CIA ở Lào cũng rất mong có một bức màn tình báo kéo dài vào lãnh thổ miền Bắc Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 năm 1962,
một toán tuyển mộ từ miền Nam Việt Nam với mật danh Charles, được hộ tống từ Xuyên Quang đến biên giới với miền Bắc Việt Nam. Toán Charles băng qua biên giới xâm nhập Sơn La, tuyển mộ ba người Mèo trung thành với Vàng Thao, đưa họ về Sài Gòn sống trong nhà an toàn. Với ba nhân vật cao cấp trong hàng ngũ người Mèo, mầm mống cho một phong trào kháng chiến nhỏ thành hình. Ba người Mèo được huấn luyện kéo dài qua mùa thu đến mùa xuân năm 1963. Hiệp định Genève trung lập hóa nước Lào gần như tan vỡ, không ai tuân hành theo luật định. Chương trình phá hoại miền Bắc của cơ quan CIA cho thấy dấu hiệu không tốt. Quan niệm về một phong trào kháng chiến tiến triển ra sao? Trong thời gian đó, Toán Biệt Kích đi tiên phong kháng chiến và Toán EC, ngoài ba người Mèo được đưa về Sài Gòn từ tháng 6 trước đó, được tăng cường thêm bốn người dân tộc Tày ở Lai Châu và cả một anh Tây Lai, cha Pháp, mẹ người Mèo, tên là Văn Cha. Cả tám người đều có phần hành nhiệm vụ trao phó. Từ kinh nghiệm trước đó, cơ quan CIA biết rằng quan niệm về các phong trào kháng chiến nguy hiểm rất ít được thành công. Vài cấp chỉ huy CIA sai lầm khi so sánh các toán biệt kích OSS trong trận đệ nhị thế chiến, nhảy dù xuống nước Pháp đang bị quân Đức chiếm đóng, tổ chức phong trào kháng chiến chống Đức quốc xã. Nhưng các toán biệt kích OSS đó, kể cả người rất nổi tiếng, Jet Burke, đã được móc nối với quân kháng chiến địa phương. Lúc đó đã hoạt động và nổi lên ở nhiều nơi trong nước Pháp. Hơn nữa, OSS chiến đấu chống một đạo quân xâm lăng nước khác, nên được người dân địa phương giúp đỡ. Những toán biệt kích OSS khác nhảy dù xuống hậu phương nước Đức, sự thành công của họ thua xa các toán nhảy dù xuống Pháp. 21 toán biệt kích OSS Hoa Kỳ nhảy dù xuống Đức, chỉ có một toán lên máy báo cáo. Thời gian gần nhất, CIA tìm cách xâm nhập vào khối Cộng sản Đông Âu cũng như Nga Xô. Khối Cộng sản kiểm soát vấn đề an ninh trật tự xã hội rất chặt chẽ. Một cuộc thăm dò cho biết, tổ chức kháng chiến trong một xã hội bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ, rất khó thành công. Tỷ lệ bị nhân viên an ninh tình báo xâm nhập lên đến 50%. Với tất cả khó khăn thử thách trước mặt, toán biệt kích Easy được trao trách nhiệm phải hoàn tất liên quan đến kháng chiến khi họ trở lại Sơn La. Ngoài nhiệm vụ bắt liên lạc với người dân làng thiểu số Mèo và Tày, toán biệt kích Easy phải thiết lập khu vực an toàn, võ trang những người dân tộc thiểu số chọn lọc và tuyển mộ cấp chỉ huy của họ đưa ra khỏi miền Bắc Việt Nam huấn luyện. Toán biệt kích đem theo 10 khẩu súng trường MAS cũ của người Pháp để trang bị những người thiểu số tuyển mộ được trao cho những nhiệm vụ không thực tế. Ngày 11 tháng 8 năm 1963, toán biệt kích Easy lên phi cơ C-103 do phi công Taiwan lái, cùng với hai biệt kích quân sẽ nhảy dù xuống tăng cường cho toán biệt kích Remus trong tỉnh Lai Châu, nơi phía nam Sơn La. Toán Easy nhảy dù xuống quận Sông Mã gần biên giới Lào Việt, sau đó lên máy báo cáo về Sài Gòn. Việc thả toán biệt kích Easy được xem như thành công, nhưng toán biệt kích vẫn chưa nhìn thấy tương lai của họ. Toán Easy do CIA tuyển mộ huấn luyện thả dù ra miền Bắc, nhưng chỉ vài tháng sau, mọi chuyện thay đổi. Bắt đầu từ tháng 5, họ đã có nhiều cuộc họp trong Washington giữa các cấp lãnh đạo Hoa Kỳ về việc trao trách nhiệm điều hành các hoạt động bí mật chống lại chính quyền miền Bắc Việt Nam cho quân đội. Trong khi các chuyên gia Bộ Quốc phòng và CIA thảo luận chi tiết việc bàn giao, câu hỏi khó khăn nhất cho họ là vấn đề phong trào kháng chiến nơi miền Bắc. Trên nguyên tắc, cơ quan CIA tin rằng việc thành lập mặt trận kháng chiến là chìa khóa cho sự thành công của chương trình bí mật. Nhân viên chức cao cấp CIA vẫn hoài nghi về sự thành công. Trong một phiên họp với Bộ Quốc phòng cuối tháng 5, cơ quan CIA cho rằng mặt trận kháng chiến này không đủ làm nền tảng căn bản cho chính quyền Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam chối bỏ sự nhúng tay vào việc phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cũng như
vụ bắn rơi chiếc phi cơ C-47 chở đầu tiếp tế cho toán biệt kích Castor. Hoa Kỳ tiếp tục chối cãi, không biết gì về chuyện biệt kích, mặc dù vũ khí quân biệt kích đem theo đã bị tẩy xóa dấu vết người Hoa Kỳ chế tạo. Nhưng máy truyền tin vẫn Made in US. Tương tự, phi hành đoàn không phải người Hoa Kỳ, nhưng chiếc phi cơ C-47 Made in US. Ngày 14 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu quân đội Hoa Kỳ chấp thuận kế hoạch sơ khởi của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, thành lập mặt trận giải phóng nơi miền Bắc Việt Nam, chịu trách nhiệm cho các hoạt động bí mật trong tương lai, bằng phương tiện nhảy dù hay bằng đường biển. Đối với cơ quan trung ương tình báo CIA, danh từ mặt trận không có gì mới mẻ. Toán biệt kích Easy đã phóng ra đầu mũi giáo cho việc kháng chiến. CIA bí mật dàn dựng cho một chương trình đánh lừa, một phong trào giả không có thật từ tháng 3 năm 1963. Sau khi CIA Helbert Weishaupt đến Việt Nam, một người sinh ra ở Brooklyn, New York, tốt nghiệp đại học lừng danh Harvard, Weishaupt đem sang Việt Nam kinh nghiệm hơn 10 năm chiến tranh tâm lý từ sân khấu Trung Hoa. Trong một toán 6 người chiến tranh tâm lý, biệt phái sang Taiwan năm 1952 làm việc. Ông ta phối hợp chương trình thả truyền đơn, đài phát thanh đen chống Trung Hoa lục địa, yểm trợ cơ quan CIA trong chiến dịch kháng chiến giả. Hoạt động này phát xuất từ trận đệ nhị thế chiến, cơ quan OSS cùng với tình báo Anh quốc thực hiện đài phát thanh đen tiếng Đức, giả những người chống đối Nazi bên trong nước Đức. Sau đó CIA giả mặt trận tuyên truyền chống Cộng sản Trung Hoa hoạt động cho đến cuối năm 1963. Khi Weishaupt đến Sài Gòn, CIA ra lệnh cho ông ta thực hiện đài phát thanh đen chống chế độ miền Bắc Việt Nam như đã làm ở Taiwan, để cho phong trào kháng chiến được hiệu quả. Cơ quan cần một biểu tượng sau khi đón nhận ý kiến lịch sử Việt Nam từ thế kỷ thứ 15. Vua Lê Lợi Thanh Gươm Thần Kim Quy cho mượn đã đánh bại quân xâm lược Trung Hoa. Vua Lê Lợi sau khi đánh đuổi quân Minh đi du thuyền trên hồ Hoàng Kiếm, trả lại thanh kiếm. Trông thấy một con rùa rất to lớn bèn trả lại thanh gươm, còn có tên là Hồ Gươm. Từ câu chuyện huyền thoại này, các chuyên gia về tâm lý chiến của cơ quan CIA đặt tên cho mặt trận giải phóng của họ, phong trào Gươm Thiên Ái Quốc, và vẽ phù hiệu cho phong trào của họ. Cơ quan CIA dùng phi cơ thả truyền đơn, quà tặng cho đồng bào miền Bắc, như xà bông, bút chì, bút mực, giấy viết, khăn mặt, vải vóc, có in phù hiệu của phong trào Gươm Thiên Ái Quốc. Phong trào có thêm đài phát thanh đen giả, như phát thanh từ một khu vực bí mật nào đó trong miền Bắc Việt Nam. Đài tiếng nói Gươm Thiên Ái Quốc bị chậm trễ cho đến tháng 4 năm 1965 mới bắt đầu có chương trình phát thanh ra ngoài Bắc. Thực ra, chương trình được thâu băng tại một phòng ghi âm trong Sài Gòn. Đối tượng nghe đài này gồm ngư dân miền Bắc, người công giáo, nhà nông, cán bộ cấp nhỏ. Chương trình bao gồm phần tin tức, nhắn tin hay đợi tin tức của các hội viên phong trào. Ngoài ra có phần quan điểm, bình luận các chuyện đang xảy ra từ nhiều nơi trong miền Bắc, đa số tin tức lấy từ đài phát thanh Hà Nội, sửa đổi cho đúng mục tiêu đánh lạc hướng người dân miền Bắc. Đài Gươm Thiên Ái Quốc nói nặng lời đối với các siêu cường ngoại bang, Tàu, Nga Sô và cả Hoa Kỳ. Đài Gươm Thiên Ái Quốc nâng cao giá trị truyền thống của người Việt Nam, coi thường những gì đi ngược lại truyền thống dân tộc, như chế độ Cộng sản miền Bắc kìm kẹp người dân, chế độ độc tài Ngô Đình Diệm trong miền Nam. Một phần quan trọng của đài Gươm Thiên Ái Quốc là phối hợp với các toán biệt kích đang nằm vùng ngoài miền Bắc. Những lệnh lạc tin tức gửi ra miền Bắc, sự liên lạc giữa các toán biệt kích như thật. Chuyên viên CIA làm truyền đơn thả ra miền Bắc cho các toán biệt kích nhắn nhủ: chúng tôi muốn họ luôn luôn di chuyển, thay đổi vị trí, khu vực hoạt động. Theo lời Weishaupt, chuyên viên CIA làm truyền đơn hình tròn để có thể bắn đi từ súng cối. Toán biệt kích đầu tiên của đài Gươm Thiên Ái Quốc sử dụng trong trận chiến tranh tâm lý là toán biệt kích 6 người dưới mật danh Swan.
Cả sáu bị kết quân đều thuộc sắc dân thiểu số, sống trong khu vực cực Bắc Việt Nam, tỉnh Cao Bằng giáp với Trung Hoa lục địa. Toán Xoan đem theo thùng truyền đơn, khẩu hiệu phong trào. Lên phi cơ C-1 23 ngày 4 tháng 9, bay lên hướng Bắc về quê cũ của họ trong tỉnh Cao Bằng. Chiếc phi cơ băng qua vịnh Bắc Việt, bay vào đất liền gần Hải Phòng, sau đó bay song song với đường biên giới với Trung Hoa, đánh lặn trên giới phân chia Cao Bằng và Bắc Thái. Toán biệt kích Swan nhảy dù ra, đáp xuống vùng rừng núi. Dân cư thưa thớt hướng Tây Nam thủ phủ Cao Bằng. Trong Sài Gòn, cơ quan CA đợi Toán Swan lên máy báo cáo nhưng hoài công. Toán biệt kích biến mất. Đúng 3 tháng sau, Toán biệt kích thứ hai làm nhiệm vụ chiến tranh tâm lý cho đài gươm thiên ái quốc, mật danh Ruby, lên đường. Toán Ruby gồm 8 quân biệt kích người Việt lên phi cơ trong phi trường Tân Sơn Nhất. Toán Ruby nhảy dù xuống khu vực phía bắc tỉnh Quảng Bình, tỉnh phía nam cuối cùng thuộc miền Nam, tỉnh phía nam cuối cùng thuộc miền Bắc Việt Nam. Như Toán Swan trước đó, Toán Ruby cũng biến mất, không lên máy báo về Sài Gòn. Năm 1963, kết thúc chương trình thả dù quân biệt kích của CIA ra miền Bắc tệ hơn những năm trước. Trong nửa năm đầu, các toán biệt kích thi hành nhiệm vụ phá hoại. Nửa năm sau chuyển qua chiến tranh tâm lý, kết quả bất hơn. Cơ quan CIA không còn hy vọng. Đầu năm 1964, quân đội Hoa Kỳ sẽ thay thế cơ quan CIA điều hành các hoạt động bí mật nơi miền Bắc Việt Nam và phát triển sang Lào, sang Campuchia. Chương thứ 8, Đài Gươm Thiên Ái Quốc đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả, người dịch và cảm ơn bà con mình.